Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có hạ gục được Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Trong bối cảnh Trung Quốc lợi dụng đại dịch viêm phổi Vũ Hán để lấn át các nước có chủ quyền hợp pháp tại Biển Đông, một câu hỏi được đặt ra là nếu xung đột vũ trang xảy ra trên vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì cuối cùng kết quả sẽ ra sao? Ai sẽ là người thắng? Ai sẽ là kẻ thua? Xét về tương quan lực lượng, rõ ràng quốc gia đông dân nhất thế giới, nền kinh tế đứng thứ hai của toàn cầu là Trung Quốc rất có lợi thế và khác biệt với Việt Nam. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam chỉ bằng một con số lẻ của Trung Quốc mà thôi. Đây là hình ảnh so sánh vị trí của quân đội Việt Nam và Trung Quốc trong bảng xếp hạng công bố vào năm 2020 của Global Freeware. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến hàng năm khoảng 9,43% trong giai đoạn 2020 đến 2024 tăng lên như vậy. Để đạt đến 7,9 tỷ đô la vào năm 2024, đây là mốc họ mong muốn. Và tuy nhiên, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc lên đến 228 tỷ đô la, tức là gần gấp 29 lần ngân sách quốc phòng của Việt Nam. Số quân nhân giữa hai nước cũng chênh lệch nhau rất nhiều. Việt Nam chỉ có khoảng 482.000 quân nhân thường trực, trong khi Trung Quốc có gần 2,3 triệu quân nhân, tức là gần gấp 5 lần quân nhân của Việt Nam. Nhiều dữ liệu khác cũng cho thấy sự chênh lệch, ví dụ như Việt Nam có 2.575 xe tăng so với 13.050 xe tăng của Trung Quốc, 6 tàu ngầm so với 76 tàu ngầm của Trung Quốc, 64 tàu chiến các loại so với 714 tàu chiến của Trung Quốc, trong đó Việt Nam không có tàu sân bay, tàu khu trục như của Trung Quốc. Trong bảng xếp hạng công bố vào năm 2020, Global Freeport xếp Trung Quốc ở vị trí thứ 3 trên tổng số 138 lực lượng quân sự trên thế giới, chỉ sau có Mỹ và Nga mà thôi. Trong bảng xếp hạng này, quân đội Việt Nam xếp ở vị trí thứ 22 trên tổng số 138 lực lượng quân sự trên thế giới, nâng một bậc so với năm 2019. Tránh và không để đối đầu trực diện với Trung Quốc, Việt Nam cương quyết nhưng khôn khéo trong cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền. Theo một số chuyên gia, Hà Nội đang khéo léo mở ba mặt trận chống Trung Quốc, bao gồm tăng cường khả năng quân sự, đấu tranh về mặt ngoại giao và giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh. Đây là ba mặt trận chiến lược của Việt Nam đang thực hiện đối với Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Và trả lời phỏng vấn của đài AFI nước Pháp, nhà nghiên cứu Laurence, giảng viên ở sư phạm Lyon, cho rằng nếu xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có lẽ sẽ diễn ra trên biển và có nhiều khả năng là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi hai nước này đang có tranh chấp. Đây hình ảnh tàu ngầm Kilo 636 mà Việt Nam mua từ Nga được đánh giá là không những không thua kém mà còn tốt hơn về một số đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật so với tàu ngầm của Đức. Theo ông Kedon, nếu như căn cứ vào thực tế cuộc xung đột trên biển hiện nay, không chỉ ở Biển Đông nói chung, mà ngay cả trong vùng biển của Việt Nam, và trong giả thiết này, lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ giữ thế phòng thủ, chủ yếu chống lại hành động của quân đội Trung Quốc và sẽ tiến hành những hành động có chủ đích giúp họ giữ được lợi thế về kỹ thuật, bất chấp bối cảnh bất cân xứng đối thủ. Vì Trung Quốc với tiềm lực quân phòng, quốc phòng của họ khổng lồ như vậy, thì Việt Nam phải làm chiến thuật khác đi, đó là phòng thủ. Và cũng chính vì thế, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều trang thiết bị quân sự để cân bằng phương tiện. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua nhiều lĩnh vực, như Việt Nam mua 6 tàu ngầm, dù chỉ mang tính chất tương đối, nhưng cũng giúp cho Hà Nội tăng khả năng răn đe so với lực lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng triển khai nhiều phương tiện theo dõi quan trọng, trong đó có thiết bị bay không người lái, hệ thống radar thế hệ mới, các lực lượng tại chỗ và máy bay. Và đặc biệt, trong hệ thống thiết bị bay không người lái này là Việt Nam nhập khẩu mua từ Mỹ. Và quân đội Việt Nam đã có một bước phát triển hướng ngoại thông qua chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập, một khái niệm chưa có trước đó ở Việt Nam. Và chiến lược này nhằm đảm bảo và bảo vệ những hòn đảo mà Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa và dọc theo bờ biển Việt Nam. Chiến lược này cũng góp phần vào việc tăng khả năng phòng thủ của Việt Nam thông qua việc phát triển hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung,
mà Hà Nội đang trang bị nhiều trong những năm gần đây. Và với những hệ thống tên lửa này thì Việt Nam có thể phóng từ đất liền thẳng ra ngoài biển, hoặc là từ những đảo của Việt Nam có thể có những trang bị hệ thống tên lửa này để tiêu diệt những chiến hạm hoặc là những tàu của Trung Quốc nếu chiến tranh xảy ra. Ông Kedeon nhận định thêm như sau: trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc, Việt Nam sẽ không giành được chiến thắng về mặt quân sự, dù quân đội Việt Nam có nhiều chiến lược. Nhưng Việt Nam có thể sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc và sẽ khiến cho một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả hơn. Và do đó, Trung Quốc cũng phải cân nhắc trước khi tấn công Việt Nam. Và nhà nghiên cứu người Pháp cũng đánh giá chiến lược ngoại giao vận động hành lang từ nhiều năm nay của Việt Nam đang theo đuổi như là một yếu tố cân bằng, một cách bù vào mức độ chênh lệch với Trung Quốc. Đây là hình ảnh các đại biểu Mỹ và Việt Nam tại lễ đón tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 tại Đà Nẵng. Nhà phân tích này nói thêm, Hà Nội tìm cách phát triển quan hệ chí ít là về mặt quân sự với nhiều đối tác, như đối tác chiến lược với Nhật Bản chẳng hạn. Một ví dụ khác là mối quan hệ với Hoa Kỳ đã và đang được tăng cường hơn rất nhiều. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước, khi mà cả hai đều lo ngại về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ở trên Biển Đông và Trung Quốc, khi họ đã vẽ ra đường chín đoạn, họ khăng khăng rằng đó là chủ quyền của họ, chiếm đến gần tuyệt đối khu vực Biển Đông thì họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ. Và rõ ràng phía Mỹ sẽ tiếp tục và tăng cường năng lực này trong tương lai, song song với việc số lượng trang thiết bị quân sự của Mỹ cung cấp cho Việt Nam cũng tăng gấp đôi kể từ khi lệnh cấm vận được bãi bỏ vào năm 2016. Từ đó, Hà Nội đã mua nhiều máy bay không người lái, tàu tuần duyên và nhiều trang thiết bị khác. Ngoài ra, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước khác như Úc, Ấn Độ cũng như nhiều nước ở châu Âu. Và trong mọi trường hợp, đây là chiến lược cần được tiến hành một cách thận trọng, bởi vì mục đích của Hà Nội là tăng cường khả năng quân sự, nhưng không để bị phụ thuộc vào một hoặc nhiều đối tác. Ngoài ra, chiến lược này cũng không nên để cho Trung Quốc diễn giải như là một mối đe dọa đối với Trung Quốc, vì Trung Quốc luôn luôn lo ngại Việt Nam sẽ chuyển hướng sang những nước dân chủ và văn minh như Mỹ và các nước phương Tây. Và điều đó thì Trung Quốc khi không còn thể chế cộng sản ở Hà Nội thì sẽ rất khó khăn cho Trung Quốc tồn tại tiếp theo. Vì vậy, Việt Nam tìm cách phát triển khả năng phòng thủ và điều chỉnh các tuyên bố trong thời gian và khuôn khổ đòi hỏi chủ quyền như vẫn làm trong những thập niên qua, mà không bao gồm những khu vực không nằm trong những yêu sách trước đó. Ngoài ra, về mặt thương mại, Hà Nội cũng phải tính đến việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 5 ở Việt Nam với số tiền gần 2,5 tỷ đô la trong năm 2018. Đó là một yếu tố khiến chiến lược của Việt Nam khá là tế nhị. Chiến lược đó không phải là không áp dụng được, nhưng cần được Hà Nội tiến hành một cách rất thận trọng. Và đó là điều mà Việt Nam đang làm một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, việc bền bỉ thực hiện chính sách 3-0, tức là không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, và không dựa vào nước này để chống nước kia. Từ năm 1998 cho đến nay, Việt Nam đồng thời triển khai mối quan hệ đối tác với các nước trên mức khác độ khác nhau. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, giới thiệu nội dung sách trắng quốc phòng và cuốn sách vào năm 2019 đã ra đời. Chính sách 3-0 xuất hiện lần đầu tiên trong sách trắng quốc phòng vào năm 1998. Sau đó thường xuyên được nhắc đến vào năm 2004-2009 và tiếp tục được lên tiếng trong luật quốc phòng mới và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Dù mang tính mệnh lệnh 3-0 nhưng thực ra sách này không hoàn toàn bó buộc. Và Việt Nam đã khai thác khía cạnh này với góc độ đối tác. Có 3 kiểu đối tác là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Cụ thể, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Úc, Pháp và quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Và điều đáng chú ý là không có bất kỳ đối tác nào trong số này mang tên liên minh quân sự cả. Và có thể thấy là Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ cũng như hợp tác quân sự với nhiều cường quốc tham gia giữ gìn trật tự trên thế giới, và đó là lực lượng với nhiều lý do khác nhau tỏ ra ngờ vực Trung Quốc.
ông Kedenon đã đánh giá chính sách 3-0 không ngăn cản Việt Nam có những thỏa thuận quân sự, nhưng có vẻ không chắc cho Việt Nam bởi vì chính sách đó bị hạn chế trong những đòi hỏi chủ quyền. Đây là hình ảnh Biển Đông, một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, diễn ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. Điều mà chúng ta có thể nói là Việt Nam vừa củng cố các phương tiện của mình, vừa phải làm việc trực tiếp với Bắc Kinh về các biện pháp xây dựng niềm tin nhằm ngăn cản Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Nhưng Việt Nam cũng đã phải tự chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng gia tăng, và Hà Nội đang thực hiện điều này qua việc tăng cường quan hệ với các bên trên thực tế ít nhiều là những đối thủ của Bắc Kinh. Việt Nam phải tính đến việc bên cam kết mạnh nhất và có sức mạnh quân sự lớn nhất, đó là Mỹ. Và Mỹ lại có những mục tiêu riêng và có những thách thức địa chính trị riêng. Và tình thế này cũng cần được cân nhắc với nhiều câu hỏi. Liệu Việt Nam có khả năng lấy lại các hòn đảo mà Hà Nội đòi chủ quyền mà không để xảy ra xung đột, và cuộc xung đột đó lại do những nhân tố khác khởi xướng, ví dụ như Mỹ chẳng hạn. Đây là một câu hỏi được đặt ra. Và liệu mâu thuẫn hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington nếu gia tăng thêm có cho Việt Nam cơ hội không bị cuốn theo hay không? Một câu hỏi khác cũng được đặt ra. Liệu những cam kết của Mỹ trong trường hợp quan hệ với Bắc Kinh được cải thiện có phải là dấu chấm hết cho những yêu sách và hy vọng của Việt Nam một ngày nào đó, lấy thí dụ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần của Trường Sa hay không? Đây cũng là một câu hỏi. Và như vậy, để lấy lại chủ quyền đối với một số hòn đảo, có thể sẽ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang, nhưng cuộc xung đột vũ trang đó sẽ kéo theo việc Việt Nam phải từ bỏ một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình. Và ông Kedenon cho rằng Việt Nam cương quyết về mặt chính trị, đồng thời không tìm cách dùng lực lượng vũ trang là một chiến lược khôn ngoan của mình. Đây là hình ảnh Hải quân Việt Nam diễu binh trong buổi lễ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2017. Chuyên gia này nói thêm, chiến lược này có lẽ là tốt nhất vì tránh được đối đầu trực diện, tránh được việc đẩy Việt Nam vào thế tấn công, không có lợi như thế phòng thủ. Và chiến lược này cũng cho phép Hà Nội duy trì được hình ảnh kiềm chế, hợp pháp trước hành động được coi là xâm lược của Bắc Kinh. Và hành động này mang tính tích cực trong bối cảnh hình ảnh của Trung Quốc đang bị xấu đi, ngày càng tồi tệ trên thế giới. Và đặc biệt, với đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra và lan rộng, đem đến cái chết của hơn 100.000 người, hơn 1 triệu người nhiễm bệnh từ Trung Quốc phát ra, thì đây là điều rất bất lợi cho Trung Quốc. Và trong một diễn biến khác, ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng kỳ cựu tại Trung tâm Mỹ Grand Corporation, nguyên là cố vấn cho trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương, nhận định rằng đến một lúc nào đó, quân đội Trung Quốc sẽ cần phải kiểm tra trên chiến trường năng lực mới của họ, và Việt Nam hoàn toàn có thể bị coi là đối thủ được ưa thích. Ông Grossman đã đưa ra 3 lý do cho giả thiết này như sau. Thứ nhất là chiến trường Việt Nam và Biển Đông thuận lợi cho một cuộc chiến không và hải quân, cuộc chiến mà Bắc Kinh dự trù phải đối mặt hiện nay, dù là để chống lại Đài Loan hay một đối thủ khu vực khác ở Biển Đông hay biển Hoa Đông, chứ không phải là cuộc chiến bộ binh như cuộc chiến vào năm 1979 ở vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam mà Trung Quốc đã thua một cách đáng xấu hổ. Thứ hai, cuộc chiến với Việt Nam sẽ ít có khả năng lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến, nhất bởi Việt Nam và Mỹ không có hiệp ước an ninh, trong khi với các nước và vùng lãnh thổ khác mà Trung Quốc có tranh chấp thì Mỹ đều có liên minh an ninh chính thức hay không chính thức như hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật chẳng hạn, hoặc là hiệp ước phòng thủ Trung Mỹ-Philippines hay đạo luật quan hệ Đài Loan của Mỹ chẳng hạn. Và thứ ba là Việt Nam có thể bị đánh thắng dễ dàng do không có khả năng duy trì các hoạt động ngang tầm với Trung Quốc. Và nhiều chuyên gia quốc tế nhận định phương án tốt nhất mà Việt Nam vẫn đang nỗ lực làm là xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn diện với các quốc gia có thể hỗ trợ Việt Nam khi trường hợp cần thiết. Và có thể không nhất thiết phải hỗ trợ về mặt quân sự, nhưng ít nhất về mặt ngoại giao, tạo vị thế cho Việt Nam trên trường quốc tế. Trước tình trạng ba nước Việt Nam, Philippines và Malaysia thường xuyên bị Trung Quốc ức hiếp và chỉ biết phản đối, bám sát theo dõi hoạt động của tàu thuyền của Trung Quốc do quá chênh lệch về tiềm lực quân sự. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Pedro đã gợi ý đến giải pháp ba nước ASEAN này nên ngồi lại với nhau bàn về bất đồng chủ quyền của cả ba nước để có thể hợp lực chống Trung Quốc.
Có thể có nhiều phương pháp để giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của nhà cầm quyền Việt Nam cùng với sự đoàn kết của toàn thể dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, ý chí sắt đá bảo vệ chủ quyền đất nước của nhân dân Việt Nam đã được chứng minh có 4.000 năm lịch sử. Còn yếu tố quyết tâm còn lại là quyết tâm thoát chung của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần phải tiếp tục xem xét liệu họ có chịu thực hiện trong thời gian tới hay không. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020. Bản tin Việt Nam có hạ gục được Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, trung thực nhất. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.